đâu kệ chú đứng đây chẳng hà, chú nước miếng cầm hơi mà chú nhìn con ăn là chú vui rồi. Con cứ ăn đi. Trời ơi, thấy nó chấm cái đó là nó nước miếng mồm tôi nó nhiễu nhão cho ông nội luôn. Cái gái cười kìa. Đâu con? Hả? Nè thấy, nè thấy sắc mặt thấy tươi hẳn rồi nè. Cái chân còn bị sức mày hay gì á? Dạ, con ở ruộng nó tự sức cái chút rồi đi bắt cá với bắt ba hồi nãy. À, nội... Con khỏe nhiều chưa tính? Dạ, con khỏe nhiều chút. Nhưng mà cứ cho nó tâm hồn nó thoải mái. Thuốc lỗ tai còn nhất không? Chút rồi, không có nhất nhưng mà nó không nghe thôi. À, chà, vẫn còn không nghe thì vậy máu đâu lạnh máu được. Từ từ con, nó khôi phục cái lỗ tai mình. Thuốc nữa lạnh nó từ từ. Cái này cũng thuốc điều điều ha. Dạ. Nó bùng bùng cái lỗ tai con luôn. Các chị không nghe thôi chứ nó cũng không có cảm giác gì hết. Không nghe hù hù gì hết nó không nghe, có nghĩa là nó đây là cũng mấy ngày rồi. Nó mất cảm giác luôn, nó mất cảm giác nó lủng rồi nhỉ mà. Ừ. Mình hai mấy không? Ăn đi con, hai đứa nó ăn đi con. Dạ ăn đi. Hả? Ừ, không có sao hết. Ăn bình thường có sao đâu. Đây hai mấy bé đây cũng là vợ cháu của anh Tính không à. Trời ơi. Ăn đi có sao đâu. Ăn đi. Ăn đi con, em mời kìa. Em phải cho anh. Chú hả? Gì bự chứ hả? Chú ơi, chú đó. Trời đất ơi. Tính thấy nhỏ rồi chứ bự lắm á. Nhỏ mà bự dứa. Chú đèo dứa. Ồ bự cho bá luôn trời. Tại dài lớn mà. Ê à, tính dạ. Chú có dạ, thắc mắc làm sao qua nghe con có cái tên là quẹo là sao vậy, sao kêu con là quẹo vậy? Con này là sao? Hiểu luôn cái tên đó là từ nhỏ tới lớn. Đừng nói cùng cu con quẹo đeo qua nha. Thanh tay lại đi. Trời ơi, hèn chi. Vậy là không có ngay người Tính đâu. Mẹ đứa mệt ta trơn rồi. Không quanh quanh bên hay gì Tính? Dạ. Nó hơi quanh quanh bên hả sao con? Con bây giờ nó ngay chưa? Con cũng biết. Không biết luôn hả? Bí mật của người ta mẹ ông khui cho. Trời ơi, trai mới lớn mà nói gì chết rồi. Thanh trai 12 bên nước mấy nương. Ăn đi con gái, ăn tự nhiên đi con. Ăn đi, ăn đi. Nè, Cubi ăn đi. Ủa, bên đây là Cubi nữa hả? Trời ơi, Cubi nữa. Bên cu quẹo, bên Cubi. Trời ơi. Bên là tròn. Sao bên quẹo, bên bi kỳ vậy nào? Thì đi lát mấy chú ngắt máy rồi dẫn hè cho chú qua cái nha. Thì con quẹo là sao? Quẹo đẹp trai rồi, con đẹp trai lắm mà. Đó chứ mấy chú ghẹo thôi nha, mấy con được con cũng được có mắc cỡ nha. Con mấy chú dẫn. Đưa đây coi. Không nhập chú ơi. Ghẹo vui mà. Quan trọng là cái tinh thần của bé Tính là thấy tươi thấy hẳn là mấy chú cũng mừng. À trời ơi. Với lại bà con cái gì cũng mừng nữa. Hai đứa này bây giờ nó đang thì thầm tụi mình, nó nói nó đang ăn ngon lành, nó chỉ cái máy qua hết ăn luôn rồi. Quậy quá chú, quậy quá. Ăn đi con, ăn đi. Một bình quẹo ăn mà nãy giờ chú nuốt miếng rồi, mấy tụi con ăn đây, chú nuốt cho chú nuốt cho cái coi. Ăn không cũng ăn ra hết à. Ừ. Chừa chú một miếng nha con. Dắt chiều qua thấy Tính ú lũ, thấy con này cũng lo. Ừ. Thấy ăn được vậy anh em mừng chết luôn. Hôm qua có khi đi khám bệnh con? Dạ có chú. Có hả? Hôm qua đi khám dắt chiều tối hả? Dạ. À, chứ rồi bác sĩ nói sao mà hôm qua thấy đường vậy? Từ từ thì nó sẽ hết thôi chứ gì. Mà cái này nó cũng phục hồi chứ nó không phải là nó bị luôn, một cần thời gian. Bác sĩ nói có tương lai lành lại thì mình cũng mừng rồi, cũng hy vọng là vậy á. Uống thuốc điều trị này nghe nó cũng đỡ. Rồi ăn đi, ba đứa này ăn đi nè, để rồi. Chú cầm máy hoài chứ mình lát mình quẹo ăn hết trơn luôn rồi nha. Ừ. Kệ ăn mà. Không có chấm. Đây đừng có chấm chứ. Miếng có sao nó. Cô Bi lụm đi con. Lụm. Lát con ăn không lợi, con đừng có giành lộn với chú nha. Sao đứng đây chảy nước miếng hoài vậy trời. Nay thấy tinh thần thoải mái ha. Dạ. Con cho mấy chú cái cảm giác mà khi mà con gặp mấy chú đây là con vui không? Dạ con vui. Đúng không? Dạ. Chú lúc nào cũng vui. Tháng thì con leo chú mặn cảm thấy không hứng. Trong hả? Dạ. Trong luôn hả? Con cứ yên tâm đi, rồi mấy chú rảnh rảnh thì cũng lại lên tới luôn với con hả? Dạ. Dạ. Tôi quay bằng cá hả? Cá nhiều phải không? Cá nhiều. Trời ơi. Trời ơi. Uống mặn quải kìa. Ừ, đừng có mũi không. Trời ơi. Ở đây cho cá nhiều. Vậy là bé lớn này con của chị nào? Con của anh hai, anh ruột em. À, con của anh hai ha.
Còn cu bi. Cu bi là con của béo út. Con út luôn ha. Cu bi. Trời. Rồi con nhỏ nó tên gì? Nhỏ nó tên gì? Tên Ché. Ché hả? Nó tên Khánh Ngân mà kia nó bằng Ché không? Thì có ngày Chí Ché chứ vậy. Có ngày Chí Ché không? Ché ơi. Cười cái con Ché. Cười đây này. Trời ơi. Cười vô mặt cho chú ơi, cười vô mặt đây. Cười đi cho. Cười. Theo mình nghĩ cái cảm giác của tính trong cái lúc này mà nó sống ở đây chắc nó tinh thần nó phấn khởi lắm. Dạ, con vui lắm chú, con về đây được rồi, con vui lắm. Là tại vì ở bên đó con có nói là ở có một mình trong nhà không được ra ngoài thì coi như giống như là bị cô lập mình đây. Về đây là cả một bầu trời tự do và về đây có cả mọi người xung quanh ai cũng thương á, có người thân mình mà có mấy cháu rồi cũng vui. Muốn làm gì làm cũng khỏe nè, với lại em tính là thấy cũng ngoan nè, bình thường đâu cách nói chuyện cũng tính là giống như rất là trưởng thành đó, là có nghĩa là cái sự trưởng thành nó lớn hơn cái tuổi nữa. Trời ơi, mấy chú không ăn được. Thôi, cũng nhắc lại để chú Vũ nó ngồi đó thầy lắm mà không dám ăn con. Chẳng thà chú đứng đây là chú nuốt nước miếng thôi nhờ chú không ăn. Chú ăn gì đó chú ăn không đủ đâu, chú ăn như heo vậy đó con. Chú ăn dữ lắm. Chú giống con luôn á. Dạ, chú giống con luôn. Thôi ông ơi, ông mời tôi giả bộ ông cầm cái cây đó ông mời tôi chứ trong bụng ông có vui đâu. Thôi, đừng có dụ chú Vũ. Ông cho bỏ ông đưa chứ ông đưa cái thẳng tay đâu, ông đưa dùng cái tay lại biết rồi. Con nói gì chú ăn đi chứ con có nói gì đâu. Cái kiểu mà mời lơi hết nên Vũ. Tính mời thiệt mà không phải mời lơi mà mời không thẳng tay. Mời là ngoài số chứ bằng là ở. Tại chơi với mấy chú đây không sao đâu, con mấy con ăn đi cu bi. Cu bi. Bi. Đố ông nhỏ tên gì nữa đó. Hả? Nhỏ tên gì nữa đó. Ché. Ché. Con bé nhỏ là Ché. Ché Ché ơi, Ché à. Ché. Đây là cái môi trường gia đình của bé Tính về đây là khác hẳn so với ở Tây Ninh. Tên là bé giống như là đây, không có một đại gia đình thật sự nè. Không có gọi là có bầu không khí giống như vậy đâu. Em nghĩ chắc là sẽ căng thẳng nặng nề lắm. Con về đây con thấy con dễ thở không con? Dạ con vui lắm chú. Mà con thấy con dễ thở không? Dạ được. Dạ thở được ha. Vậy ngoài mất không khí rồi, giờ đây có không khí nè. Rồi. Ăn đi mấy đứa. Ăn đi cu tròn. Rồi vậy chứ cu bi nè, nãy giờ biết là tròn đó. Rồi nãy giờ chứ cu bi nó cũng láp giáp đó, mấy ông này ngộ thì tao ăn ngon lành, giờ lại mất hứng luôn rồi. Biết mình biết vậy nãy bên hè được rồi. Chốt được rồi. Ăn mình. Cảm ơn lên luôn đó bạn. Trời ơi. Đâu chú nè. Ché nhìn lên cười cái con. Cười ơi. Cười ơi ché. Cười nhưng mà ơi. Rồi gái, dạ đi, dạ đi, dạ đi, dạ. Bé thắng rồi, bé mới thắng rồi gái. Gái, à 16 đến mấy. Ừ. Chờ anh nhốt trong nhà không, nó trắng về đây đen này nha. Anh rồi đi ra đồng nữa. Trời ơi, nay mới phát hiện ông cười lú hai căn cửa hết biết luôn ông ơi. Hôm bữa là chưa thấy nó cười. Ờ, bữa không thấy nó cười, nay mới thấy nó cười đó. Hai bữa trước không thấy cười luôn. Nói chung là mấy ngày nay không thấy một nụ cười của nó mà. Cười gì nổi mấy ông nội, ông mèo ngộ quá. Với kẻ là già khóc thôi. Cười gì nổi mà cười. Thấy chị con gì con thấy chị vậy cũng vui đó ha. Nói chung với thì mình cũng bổn phận làm em mà làm con hay con ha. Là chú nói là con hiểu mà. Chị mình cho dù có trời giận chín xe 10 vàng hay có chặt gì chăng nữa cũng là chị ruột của mình. Ừ. Ăn đi. Ăn đi mấy đứa. Nói gì tao cũng mua cho tụi mang chứ tao có ăn đâu. Ghê không? Ăn nhà ăn nhiều lắm rồi thôi. Trời ơi, cái tướng ông nhỏ xíu còn mà ông sưng chú nó trời nó tao cũng nuôi cho tụi bay rồi ha. Ghê không lớn lịnh chứ. Đúng vai trò vậy luôn hả? Đúng rồi, nói đúng lớn lịnh luôn. Tao cũng mua cho tụi bay ăn chứ bộ. Tụng tước ra chứ bộ. Tụng tước ra nằm trong đây không? Ừ. Tụi bay mà nhấn mạnh thấy ghê không? Thôi cái nè. Chuyện là nói chung với ngày hôm nay mình thăm cháu Tính là thấy cũng vui vẻ như gì phấn khởi, thì mình còn cảm thấy anh em mình cũng thấy vui ha. Đúng rồi.
lần sau xuống là chú cháu mình nhậu nghe con. Biết nhậu không? Biết rồi, nên là con nói mà con biết cái con để chú lại con luôn. Không hỏi gì nhất là sau này thời gian lâu sau này tính lớn lên trưởng thành ha, rồi cưới vợ ha. Nói cưới vợ mà mấy tôi nghe không? Mời mấy chú nghe sao đâu. Trời ơi. Lúc đó là sao tính? Con chưa chắc gì con cưới vợ. Sao lý do? Rồi hèn chi cô quẹo là phải rồi. Đó nó không thắng thì cưới vợ được hả? Đúng không? Rồi. Ý nó không phải, ý nó sợ ba con không có tiền. Ba con không có tiền hả? Không con nói chứ đâu phải ai mà. Chị là con thua mà. Chú thắng rồi con. Ở giá rồi chú đâu có gì đâu, chú nghe sát sơ luôn rồi chú. À. Chú dạy nhóc hết trơn. À thấy không? Nhưng mà tại là chú thắng thẳng. Không bây giờ y khoa nhìn hay đó con, quẹo quẹo độ một cái này băng liền. Tôi yêu cầu gia đình qua cái thời gian này là vẫn quẹo đi khám nghiệm cái vụ mà giới tính nha. Nghi quá trời quẹo ơi quẹo. Quẹo người ta hoài à. Vậy, cửa như vậy là vụ nó đúng không chị? Cười nó đi chọc con cho vui vậy mà. Dạ. Nó nở cái nụ cười cho đầu óc nó thoải mái, đừng có căng thẳng nữa. Coi vậy chứ mình đứng đây là hai đứa nó không ăn chứ mình tắt máy rồi nó ăn, không ai ăn lại hai đứa này là nó ngồi kìa. Trời đất ơi, nó đứt nó hầm hơi từ nãy giờ dữ lắm rồi. Lát miếng giải hầm xong luôn. Chú giải nãy giờ rồi con. Dễ thương. Dễ cưng quá trời cưng luôn. Vậy thôi giờ mấy chú cũng tắt cái video này cho mấy con ăn ha. Rồi video này nha. Hỏi sức khỏe rồi.